Xin chào những người yêu thích tác phẩm xoay quanh thế giới phù thủy của anh chàng Harry Potter. Bạn đã sẵn sàng cùng mình trải qua những câu hỏi trong video này chưa? Trước khi bắt đầu thì đừng quên ủng hộ tụi mình bằng cách like và đăng ký kênh nhé. Ok, bắt đầu ngay thôi nào. Đến với câu hỏi đầu tiên. Cụ Albus Dumbledore đã đón Harry từ đường Private Drive vào lúc mấy giờ? Cụ Dumbledore đã đón Harry từ Private Drive vào ngày 27 tháng 7 năm 1996. Cụ Dumbledore đến ngôi nhà vào khoảng 11 giờ đêm và chào đón Harry trong phòng ngủ của cậu ấy. Câu hỏi số 2. Harry phải đối đầu với con rồng nào trong giải đấu tam pháp thuật? Harry phải đối đầu với đuôi gai Hungary trong nhiệm vụ đầu tiên của giải đấu tam pháp thuật. Đây là một con rồng rất nguy hiểm. Câu hỏi số 3. Ron và Harry đâm vào thứ gì khi lái xe đến Hogwarts? Ron và Harry đâm phải cây liễu roi khi đang lái xe đến trường Hogwarts. Đây là một cái cây lớn và hung dữ tấn công bất kỳ ai đến gần nó. Tiến đến câu hỏi số 4. Ánh sáng được tạo ra từ bùa chú Stopperfly có màu gì? Khi thực hiện đúng cách, một tia sáng đỏ sẽ phóng ra từ gậy phép và trúng vào mục tiêu. Bùa chú này có khả năng dừng các vật thể đang chuyển động. Đến với câu hỏi số 5. Để thực hiện lời nguyền bất phản bội thì cần bao nhiêu người? Một lời thề bất phản bội cần 3 người để thực hiện. Hai trong số họ là các bên đồng ý với các điều khoản của lời thề và họ phải nắm thật chặt tay nhau. Người thứ ba là nhân chứng hoặc bonder. Câu hỏi số 6. Dưỡng Vernon miễn cưỡng mua gì cho Harry tại quầy kem khi ở sở thú? Dưỡng Vernon miễn cưỡng mua cho Harry một cây kem chanh rẻ tiền ở quầy kem. Câu hỏi số 7. Cô nàng Hermione Granger đạt được số điểm bao nhiêu trong kỳ thi bùa chú? Hermione đạt 112% trong kỳ thi bùa chú trong năm học đầu tiên. Đây là một điểm số cao đặc biệt cho thấy tài năng và tâm huyết của cô đối với môn học. Câu hỏi số 8. Ai đã trở thành bộ trưởng bộ pháp thuật ngay sau khi Rufus Scrimgeour qua đời? Đáp án chính xác của câu hỏi này là Bias Thickness. Tuy nhiên, hắn ta không phải là một bộ trưởng hợp pháp, vì hắn ta đang chịu lời nguyền độc đoán của chúa tể Voldemort và các tử thần thực tử. Câu hỏi số 9. Cedric Diggory đã chơi ở vị trí nào trong đội Quidditch của Hufflepuff? Cedric Diggory đóng vai trò tầm thủ trong đội Quidditch của nhà Hufflepuff. Cedric là một tầm thủ rất lành nghề và là đội trưởng của nhà Hufflepuff vào năm thứ 6 của anh ấy. Ngoài ra, anh ta còn là một trong những số ít tầm thủ đã đánh bại được Harry Potter trong một trận đấu Quidditch. Câu hỏi số 10. Ai trong số những người sau đây không ở trong câu lạc bộ Slug? Một trong những học sinh không được tham gia vào câu lạc bộ Slug là Ron Weasley, bởi vì Slughorn không chú ý đến họ hoặc nghĩ rằng họ không xứng đáng với sự chú ý của ông ấy. Câu hỏi số 11. Đâu là món quà Giáng sinh duy nhất mà Harry được nhận từ The March? Món quà Giáng sinh duy nhất mà Harry được nhận từ The March là một hộp bánh quy dành cho chó khi cậu khoảng 7 hoặc 8 tuổi.
Harry chưa bao giờ nhận được bất kỳ món quà nào khác từ dì Maud, vì bà ta thường phớt lờ nó hoặc không gửi gì cho cậu ta cả. Câu hỏi số 12. Hermione đã tặng gì cho Harry nhân dịp Giáng sinh trong phần truyện thứ 2? Hermione đưa cho Harry một hộp lớn chocolate frog. Tiến đến câu hỏi số 13. Harry dùng gì để tiêu hủy cuốn nhật ký của Tom Riddle? Harry đã sử dụng răng của rắn Basilisk để tiêu hủy cuốn nhật ký của Tom Riddle. Đây là một trong những vũ khí hiệu quả để phá hủy trường sinh linh giá. Câu hỏi số 14. Harry Potter gặp Sirius Black trong phần truyện nào? Harry đã gặp Sirius Black trong phần truyện thứ 3, có tên là Harry Potter và tù nhân Azkaban. Sirius Black là cha đỡ đầu của Harry và là bạn thân nhất của James Potter. Câu hỏi số 15. Ai đã trở thành hiệu trưởng của trường Hogwarts sau khi giáo sư Dumbledore qua đời? Người thay thế giáo sư Dumbledore sau khi ông ta qua đời là Severus Snape. Snape được bổ nhiệm bởi chúa tể Voldemort, người đã tiếp quản bộ pháp thuật và muốn kiểm soát Hogwarts. Tiến đến câu hỏi 16. Nhân vật nào sau đây chưa từng nắm giữ chức vụ bộ trưởng bộ pháp thuật? Cụ Albus Dumbledore đã nhiều lần được bộ trưởng đề bạt vào vị trí này, nhưng ông luôn từ chối. Ông muốn tiếp tục làm hiệu trưởng của trường Hogwarts. Câu hỏi số 17. Ginny đã tham dự vũ hội Trù với ai? Ginny đã tham dự vũ hội Trù với Neville Longbottom. Ginny đã tham dự vũ hội Trù với Neville Longbottom. Cậu ta đã rủ Ginny sau khi bị Harry từ chối. Câu hỏi số 18. Chiếc chỏ bay Firebolt có thể tăng tốc bao nhiêu dặm một giờ? Firebolt có khả năng tăng tốc 150 dặm một giờ trong vòng 10 giây và kết hợp với một lực hãm không thể phá vỡ. Và đây sẽ là câu hỏi cuối cùng của video này. Harry đã ngất xỉu trong một trận đấu vào năm nào do ở gần những tên giám ngục? Đáp án đúng của câu hỏi này là gì nhỉ? Mọi người hãy giúp mình tìm ra câu trả lời chính xác bằng cách để lại bình luận nhé. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này. Bye bye và hẹn gặp lại nha.